Mặc dù các thiết kế mang tính biểu tượng của Apple đã trở nên vô cùng phổ biến, nhưng không phải ai cũng biết đến bộ óc sáng tạo đứng sau chúng. Vì vậy hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Jony Ive, phó chủ tịch cấp cao phụ trách thiết kế của Apple. Thực sự, nếu không có Jony Ive, Apple sẽ không thể trở thành Apple như ngày hôm nay. Jony Ive là người đã tạo ra những sản phẩm không chỉ đơn thuần là thiết bị công nghệ mà còn chứa đựng cả cảm xúc. Ông đã thổi hồn vào các thiết bị của Apple. Niềm đam mê thiết kế dường như đã ngấm vào máu của Jony từ nhỏ. Cha ông, Mike Ive, là một thợ bạc tài ba và là một nhà giáo dục tâm huyết, người đã góp phần xây dựng chương trình giảng dạy thiết kế mới cho các trường học ở Vương quốc Anh. Chính từ môi trường này, Jony đã được thừa hưởng và nuôi dưỡng niềm yêu thích với thiết kế. Trong cuốn sách viết về Jony Ive, tác giả Linda Carney đã kể lại những câu chuyện về tình cha con và niềm đam mê thiết kế. Ông Mike thường xuyên trò chuyện với Jony về thiết kế, ngay cả trong những lúc đời thường như khi họ đi dạo trên phố. Ông chỉ cho con trai mình những loại đèn đường khác nhau và giải thích cách hình dạng của chúng ảnh hưởng đến cách chiếu sáng ra sao. Đối với Jony, một cậu bé mắc chứng khó đọc, thiết kế giống như một lối thoát, một cách để cậu thể hiện sự sáng tạo của bản thân. Vào mỗi dịp Giáng sinh, cha của Jony lại tặng cho cậu một món quà vô cùng đặc biệt, toàn quyền sử dụng xưởng của ông. Tại đây, Jony có thể tự do chế tạo bất cứ thứ gì mà trái tim cậu khao khát, miễn là cậu phác thảo ý tưởng của mình trước. Jony đã từng chia sẻ với Walter Isaacson, người viết tiểu sử của Steve Jobs, rằng "Tôi luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp của những thứ được làm bằng tay. Tôi nhận ra rằng điều thực sự quan trọng chính là sự quan tâm, tâm huyết mà người nghệ nhân đặt vào tác phẩm của mình." Niềm đam mê ấy đã nhen nhóm từ khi Jony còn rất nhỏ, và đến năm 13 tuổi, cậu bé ấy đã biết mình muốn trở thành một nhà thiết kế. Nhưng chính xác là thiết kế cái gì thì ngay cả bản thân Jony lúc bấy giờ cũng chưa thể định hình rõ ràng. Sự sáng tạo của Jony Ive đã sớm được công nhận khi tác phẩm của ông được trưng bày tại một hội nghị thiết kế. Robert Weaver Group, một công ty thiết kế hàng đầu tại London, đã vô cùng ấn tượng. Họ đề nghị hỗ trợ Jony theo học đại học với điều kiện ông sẽ gia nhập công ty sau khi tốt nghiệp. Jony đã nhận lời và theo học tại Đại học Bách Khoa Newcastle, nay là Đại học Northumbria ở miền Bắc nước Anh. Tại đây, Jony tiếp xúc với triết lý thiết kế Bauhaus, một trường phái nổi lên ở Đức vào đầu thế kỷ 20 và đã lan tỏa mạnh mẽ đến các trường thiết kế ở Anh. Bauhaus đề cao sự tối giản, loại bỏ mọi chi tiết thừa thãi và chỉ giữ lại những gì thực sự cần thiết. Các sản phẩm theo trường phái này thường có đường nét rõ ràng, hình khối đơn giản nhưng tinh tế và đẹp mắt. Triết lý thiết kế Bauhaus đã ảnh hưởng sâu sắc đến Jony Ive và sau này ông đã mang tinh thần đó vào các sản phẩm của Apple. Trong thời gian học đại học, Jony thực tập tại chính công ty thiết kế đã tài trợ cho mình. Một lần, ông được giao nhiệm vụ thiết kế một chiếc bút cho một khách hàng Nhật Bản. Trong quá trình làm việc, Jony nhận ra rằng mọi người thường có thói quen nghịch ngợm chiếc bút của họ. Vì vậy, ông đã thêm vào thiết kế một cơ chế lò xo và một chiếc kẹp nhỏ ở đầu bút. Chúng không có chức năng gì đặc biệt ngoài việc mang đến cho người dùng một thứ gì đó để tái máy. Chính chi tiết nhỏ này đã khơi gợi cho Jony một ý tưởng lớn: nhân cách hóa công nghệ. Ông nhận ra rằng con người không muốn chỉ đơn thuần sử dụng một sản phẩm công nghệ, họ muốn được tương tác, được chạm vào, được nghịch ngợm với nó, giống như cách họ chơi đùa với chiếc bút vậy. Và đó chính là kim chỉ nam cho triết lý thiết kế của Jony Ive tại Apple sau này. Jony Ive là một người cực kỳ chăm chỉ và cầu toàn. Ngay từ khi còn là sinh viên, ông đã thể hiện rõ điều đó. Có lần, một người bạn đến thăm căn hộ của Jony và vô cùng ngạc nhiên khi thấy hơn 100 nguyên mẫu điện thoại cố định khác nhau. Việc tạo ra nhiều nguyên mẫu để thử nghiệm là lựa chọn đã trở thành một trong những nét đặc trưng trong quá trình thiết kế tại Apple. Đối với Jony, ngay cả những thay đổi nhỏ nhất cũng rất quan trọng. Ông luôn muốn tận mắt nhìn thấy, tận tay cảm nhận sự khác biệt để đánh giá xem liệu nó có thực sự thu hút người dùng hay không. Mặc dù thiết kế các sản phẩm công nghệ, nhưng Jony Ive không bao giờ tự nhận mình là người của công nghệ. Khi lớn lên, chiếc máy tính duy nhất thực sự khiến ông hứng thú và muốn khám phá chính là chiếc máy Mac của Apple. Jony Ive đã có một trải nghiệm khó quên khi lần đầu tiên tiếp xúc với sản phẩm của Apple. Ông chưa bao giờ cảm thấy ngạc nhiên đến vậy trước một sản phẩm công nghệ. Sự thân thiện, dễ sử dụng vượt trội so với tất cả những chiếc máy tính khác lúc bấy giờ đã thực sự chinh phục ông. Hơn thế nữa,
Johnny cảm nhận được sự quan tâm, thấu hiểu sâu sắc của các nhà thiết kế dành cho sản phẩm và trải nghiệm của người dùng. Johnny chia sẻ với bảo tàng thiết kế ở London rằng càng tìm hiểu về công ty táo bạo mang tinh thần nổi loạn này, ông càng cảm thấy bị cuốn hút. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Johnny nhận được học bổng và có cơ hội đến thung lũng Silicon. Tại đây, ông đã đến thăm xưởng vẽ của Robert Branner, một nhà thiết kế nổi tiếng lúc bấy giờ. Robert Branner đã vô cùng ấn tượng trước ý tưởng thiết kế điện thoại của Johnny. Không giống như những dự án sinh viên khác, Johnny không chỉ dừng lại ở mô hình phác thảo mà đã phát triển đến cả các thành phần bên trong. Branner rất muốn mời Johnny về làm việc tại công ty của mình sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, Johnny đã nhận lời với Robert Weaver Group, công ty tài trợ học bổng, rằng sẽ quay trở lại London sau khi hoàn thành chương trình học. Vài tháng sau đó, Branner đã giúp Apple thành lập xưởng thiết kế riêng. Trước đó, Apple vẫn đang hợp tác thiết kế với một công ty ở Đức. Sau chuyến đi định mệnh đến nước Mỹ, Johnny đã viết trong bản báo cáo gửi cho hội đồng xét duyệt học bổng rằng: "Tôi đã yêu San Francisco ngay từ cái nhìn đầu tiên và hy vọng một ngày nào đó mình có thể quay trở lại nơi đây." Trở về Anh Quốc, Johnny Ive làm việc cho Robert Weaver Group trong một năm rưỡi như đã hứa. Sau đó, ông quyết định chuyển sang Tankerin, một công ty thiết kế non trẻ do bạn ông, một cựu thiết kế viên tại Robert Weaver, đồng sáng lập. Tại Tankerin, nhóm của Johnny với chỉ 4 thành viên đã đảm nhiệm thiết kế rất nhiều sản phẩm cho khách hàng, từ TV đến bồn cầu. Johnny đã giành được một giải thưởng danh giá với thiết kế chiếc lược tối giản cho một thợ làm tóc người Scotland. Nhưng đôi khi, ông cảm thấy thất vọng khi phải làm việc với những khách hàng có quan điểm trái ngược với mình, chẳng hạn như trường hợp của một công ty sản xuất thiết bị phòng tắm lớn. Họ đã từ chối thiết kế bồn cầu của Johnny. Điều trớ trêu là những thiết kế bị từ chối đó lại được Johnny đặt tên theo các nghệ sĩ nổi tiếng thời kỳ phục hưng Ý, Raphael, Leonardo và Donatello. Còn các thiết kế được khách hàng chấp thuận lại được đặt theo tên của nhóm ninja rùa. Công ty sản xuất thiết bị phòng tắm lớn cho rằng những thiết kế bồn cầu của Johnny quá hiện đại và chi phí sản xuất quá cao. Những ý tưởng mà Johnny đã dồn hết tâm huyết lại bị gạt bỏ một cách phũ phàng. Vì vậy, khi Robert Branner, nhà thiết kế người California, từng rất ấn tượng với mẫu điện thoại của ông, mở ra một cơ hội mới, Johnny đã không thể chối từ. Lúc này, Branner đang giữ chức vụ trưởng bộ phận thiết kế công nghiệp tại Apple. John Sculley là CEO của Apple, còn Steve Jobs, người đồng sáng lập, đã bị buộc phải rời khỏi công ty. Steve Jobs khi đó đang tập trung phát triển Next, công ty phần mềm mới của ông, đồng thời duy trì hoạt động cho Pixar, một công ty khác của ông. Khi Branner đề nghị Tangerine tham gia phát triển một số sản phẩm tiềm năng cho Apple, cả nhóm đều hiểu rằng đây chính là chiêu bài để đưa Johnny Ive đến California. Tuy nhiên, California là một nơi rất xa so với London. Hơn nữa, Johnny cũng không chắc vợ mình có đồng ý chuyển đến một nơi xa xôi như vậy hay không. Mặc dù vậy, Johnny có quá nhiều lý do để đồng ý với lời đề nghị này. Làm việc tại Apple, ông sẽ được tập trung hoàn toàn vào thiết kế thay vì phải lo toan cho cả mảng kinh doanh như khi còn ở công ty startup. Hơn nữa, ông sẽ được tham gia vào toàn bộ quy trình thiết kế sản phẩm, từ lúc bắt đầu ý tưởng cho đến khi hoàn thiện. Và quan trọng hơn cả, Johnny đã chót phải lòng những chiếc máy móc. Vì vậy, ông quyết định thu xếp hành lý và đến với tiểu bang vàng California. Nhiệm vụ đầu tiên của Johnny tại Apple là phát triển thế hệ thứ hai của Newton, một thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá nhân đặt nền móng cho sự ra đời của iPhone sau này. Johnny đã thiết kế để Newton có thể mở từ trên xuống thay vì mở sang ngang như những thiết bị đương thời. Ông cho rằng thiết kế như vậy sẽ phù hợp với văn hóa sử dụng của nhiều quốc gia hơn. Người dân Bắc Mỹ và châu Âu có thể muốn mở từ trái sang phải, trong khi người Nhật Bản lại muốn mở từ phải sang trái. Johnny luôn cố gắng đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng. Thiết kế của ông đã mang về cho Newton một số giải thưởng. Tuy nhiên, thiết kế xuất sắc của Johnny Ive cũng không thể cứu vãn được Newton. Thiết bị này đã thất bại do pin kém và khả năng nhận dạng chữ viết tay kém, thậm chí còn bị chế giễu trong một tập phim. Từ thất bại đó, Johnny rút ra một bài học quý giá. Ông cần phải tham gia vào cả quy trình kỹ thuật để đảm bảo thiết kế của mình khả thi. Johnny nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực của Branner. Branner muốn đội ngũ thiết kế của mình tạo ra những sản phẩm đột phá khiến người dùng phấn khích như khi họ được sở hữu một món đồ nội thất mới mẻ và độc đáo. Vào đầu những năm 90, máy tính cá nhân bắt đầu phổ biến trong các hộ gia đình, nhưng chúng thường cồng kềnh
và có thiết kế hình hộp đơn điệu. Johnny đã nhận ra tiềm năng thay đổi. Ông đã cách mạng hóa thiết kế máy tính để bàn Mac, biến chúng thành những chiếc máy tính mỏng nhẹ và tinh tế hơn. Vào năm 1997, Jobs đã quay trở lại Apple với tư cách là cố vấn sau khi công ty của ông được Apple mua lại. Tuy nhiên, dòng máy Mac mới lại không gặt hái được thành công như mong đợi. Với mức giá 9.000 đô la Mỹ, chúng bị xem là quá đắt đỏ so với các đối thủ cạnh tranh thường có giá chỉ bằng một nửa. Branner cảm thấy kiệt sức và quyết định rời bỏ Apple. Johnny Ive, ở tuổi 29, bất ngờ trở thành người đứng đầu bộ phận thiết kế công nghiệp. Lúc này, Johnny nhanh chóng nhận ra những khó khăn trong vai trò mới. Giám đốc điều hành lúc bấy giờ của Apple, Gil Amelio, dường như không mấy mặn mà với sự đổi mới. Người quản lý trực tiếp của Johnny đã động viên ông, hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ sớm thay đổi. Lời hứa đó đã trở thành hiện thực khi Gil Amelio bị buộc rời khỏi vị trí CEO, mở đường cho Steve Jobs trở lại nắm quyền lãnh đạo. Đã 12 năm trôi qua kể từ ngày Jobs bị hất cẳng khỏi Apple. Trong lần trở lại này, ông đã có một cuộc họp quan trọng với các giám đốc điều hành cấp cao. Tôi nhớ rất rõ, Steve đã tuyên bố rằng mục tiêu của chúng ta không chỉ đơn thuần là kiếm tiền, mà là tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Johnny nhớ lại, Jobs muốn Apple tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm đỉnh cao, khiến người dùng sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn, giống như cách họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho một chiếc Mercedes so với một chiếc Chevrolet. Jobs đã có một tầm nhìn rõ ràng về những gì ông muốn sản phẩm của Apple hướng đến. Hầu hết mọi người đều hiểu sai về thiết kế. Họ nghĩ rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, rằng các nhà thiết kế chỉ việc làm cho nó trông đẹp mắt hơn mà thôi. Jobs chia sẻ với tờ New York Times, nhưng đó không phải là cách chúng tôi nghĩ về thiết kế. Thiết kế không chỉ là vẻ ngoài hay cảm giác khi chạm vào. Thiết kế là cách nó hoạt động. Jobs đã tin tưởng giao phó cho Ive trọng trách hiện thực hóa tầm nhìn của mình, tạo ra những sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn phải thực sự tiện dụng. Jobs đã từng nói với Walter Isaacson, tác giả cuốn tiểu sử của ông, rằng Ive có quyền lực ngang ngửa bất kỳ ai ở Apple ngoại trừ Jobs. Nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ là tạo ra một chiếc máy tính để bàn mới, một sản phẩm chủ lực giữa một rừng sản phẩm mờ nhạt của Apple. Công ty đang bên bờ vực phá sản, doanh số sụt giảm nghiêm trọng trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các dòng PC chạy hệ điều hành Windows mới của Microsoft. Trước đó, các kỹ sư luôn đóng vai trò chủ đạo trong việc thiết kế sản phẩm. Họ quyết định kích thước, hình dáng của thiết bị và nhóm thiết kế chỉ việc đóng gói chúng trong một lớp vỏ phù hợp. Nhưng sự trở lại của Jobs đã thay đổi mọi thứ. Nhóm thiết kế, dưới sự dẫn dắt của Ive, bắt đầu có tiếng nói quan trọng hơn trong việc định hình sản phẩm. Ive thường xuyên tranh luận với John Rubinstein, giám đốc kỹ thuật của Apple, người mà trên danh nghĩa là cấp trên của Ive. Các kỹ sư, vốn quen với việc lắm quyền, tỏ ra không hài lòng khi bị buộc phải nhồi nhét phần cứng vào một thiết kế có sẵn. Ý tưởng về một chiếc máy tính trong suốt được một thành viên trong nhóm thiết kế đưa ra, tạo nên sự đối lập hoàn toàn với những chiếc máy tính màu xám đen đơn điệu thời bấy giờ. Jobs lập tức bị thu hút bởi ý tưởng táo bạo này. Vào thời điểm đó, rất nhiều người e ngại máy tính, e ngại công nghệ. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, làm sao để sản phẩm trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và không còn đáng sợ nữa. Và sự trong suốt chính là chìa khóa. Jobs lý giải. Ông còn quyết định thêm một tay cầm vào chiếc máy tính. Mục đích không phải để người dùng xách đi dễ dàng hơn, mà là để tạo ra sự kết nối với sản phẩm. Nếu bạn sợ hãi điều gì, bạn sẽ không muốn chạm vào nó. Ive giải thích với Isaacson. Tôi có thể hình dung ra cảnh mẹ mình e dè khi chạm vào một chiếc máy tính. Nhưng với một tay cầm, mọi thứ sẽ khác. Nó sẽ tạo ra một mối liên kết. Tầm quan trọng của sự kết nối cá nhân còn được thể hiện qua chính cái tên iMac. Chữ Y không chỉ viết tắt cho Internet mà còn là Individual, cá nhân. Tháng 5 năm 1998, Jobs trình làng chiếc iMac trước sự chứng kiến của cả thế giới. Mọi thứ đều có thể nhìn xuyên thấu, thật tuyệt vời. Jobs hào hứng giới thiệu. Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng như ông. Bên cạnh những lời khen ngợi, chiếc iMac cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Giới truyền thông thời điểm đó đã chỉ trích việc loại bỏ ổ đĩa mềm trên iMac, một quyết định gây tranh cãi của Jobs. Ông cho rằng ổ đĩa mềm là thứ lỗi thời và ông muốn tạo ra một sản phẩm mang hơi thở tương lai. Một phóng viên của tờ Boston Globe thậm chí còn bi quan dự đoán rằng iMac sẽ chỉ thu hút được một nhóm nhỏ người dùng cuồng công nghệ. Nhưng anh ta đã nhầm to. Công chúng phát cuồng vì iMac.
với mức giá 1.299 đô la Mỹ, iMac đã trở thành chiếc máy tính để bàn bán chạy nhất lịch sử chỉ trong năm 1998. Ảnh hưởng của iMac lên văn hóa đại chúng là không thể phủ nhận. Vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, mọi thứ dường như đều bị ám ảnh bởi vẻ đẹp trong suốt của iMac. Sau đó, Apple tiếp tục nâng cấp iMac và tung ra nhiều phiên bản với màu sắc đa dạng. Thành công của iMac đã mở đường cho sự ra đời của iPod, một sản phẩm được cải tiến không ngừng và cũng sở hữu thiết kế đầy màu sắc. Jobs nhận thấy tiềm năng tạo ra một thiết bị nghe nhạc bỏ túi dựa trên công nghệ kỹ thuật số mới nhất thay vì đĩa CD. Ông muốn một thiết bị đủ nhỏ để bỏ túi và dễ sử dụng. Bánh xe cuộn là một giải pháp thông minh giúp người dùng dễ dàng điều hướng trong menu. Một điểm thú vị là iPod không hề có nút bật tắt. Bất kỳ nút nào cũng có thể được dùng để bật thiết bị. Và thiết bị sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian không hoạt động, thể hiện triết lý dễ sử dụng của Apple. iPod không chỉ đẹp mà còn được làm từ thép không gỉ ở mặt sau. Tuy nhiên, mặt lưng này lại rất dễ bị trầy xước. Johnny Ive đã quyết định chọn màu trắng cho chiếc iPod đầu tiên để tôn lên sự tinh tế và sang trọng của thiết kế. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt bởi màu trắng sau này đã trở thành màu sắc chủ đạo trong các sản phẩm của Apple, đồng thời trở thành biểu tượng của thương hiệu. Thành công rực rỡ của Apple đã mang đến cho Johnny Ive những phần thưởng xứng đáng. Ông có một cuộc sống sung túc với những thú vui xa xỉ. Ive có niềm đam mê mãnh liệt với những chiếc xe hơi sang trọng của Anh Quốc và chính niềm đam mê này đã suýt cướp đi sinh mạng của ông. Trong một lần lái chiếc Aston Martin của mình với một nhà thiết kế khác của Apple ngồi ghế phụ, Ive đã mất lái và đâm vào giải phân cách. Chiếc xe hơi sang trọng bị hư hỏng nặng nề, nhưng may mắn là cả Ive và người bạn đồng nghiệp đều an toàn. Họ vẫn còn rất nhiều dự định ấp ủ phía trước. Bánh xe cuộn trên iPod là một giải pháp tuyệt vời cho việc điều hướng menu, nhưng Ive luôn khát khao một thứ gì đó, thậm chí còn trực quan hơn. Khi nhóm kỹ thuật tạo ra bản demo hệ thống cảm ứng đa điểm, Ive biết rằng đây chính là bước đột phá mà ông đang tìm kiếm. Ông quyết định trình bày riêng ý tưởng này với Jobs mà không thông qua bất kỳ ai khác. Jobs nổi tiếng là người thẳng thắn và không ngần ngại bác bỏ những ý tưởng mà ông cho là không khả thi. Và Ive không muốn điều đó xảy ra, nhất là khi toàn bộ nhóm đang chứng kiến. Nhưng lần này, nỗi lo của Ive là thừa thãi. Jobs hoàn toàn đồng ý rằng cảm ứng chính là tương lai. Ý tưởng về một thiết bị cảm ứng đã nhen nhóm ngọn lửa cho sự ra đời của iPhone. Giống như mọi sản phẩm mang dấu ấn Apple, iPhone được phát triển trong bí mật. Phần lớn nhân viên của Apple thậm chí còn không được phép tiếp cận phòng thiết kế. Jobs thường trưng bày các mô hình thiết kế tuyệt mật trên những chiếc bàn gỗ đặt bên ngoài văn phòng của mình. Hình ảnh này đã trở thành nguồn cảm hứng cho những chiếc bàn dài, rộng đặc trưng tại các cửa hàng của Apple. Khi không sử dụng, các mô hình này được che phủ bởi một tấm vải đen. Ive đặt niềm tin tuyệt đối vào màn hình của iPhone. Ông muốn nó trông giống như một bể bơi vô cực, nơi màn hình dường như kéo dài vô tận mà không hề có bất kỳ cạnh viền hay giới hạn nào. Năm 2007, Apple đã tạo ra một cơn địa chấn trong giới công nghệ với sự ra mắt của iPhone. iPhone được coi là một trong những thiết kế sản phẩm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 21. Nhưng Jobs và Ive không dừng lại ở đó. Tại sao chúng ta không làm một màn hình lớn hơn và biến nó thành một sản phẩm hoàn toàn mới? Jobs đề xuất, và thế là iPad ra đời. Mặc dù ra mắt sau iPhone, nhưng Jobs cho biết ý tưởng về một chiếc máy tính bảng đã xuất hiện từ rất lâu. Với iPad, Apple một lần nữa khẳng định vị thế là người khởi xướng cho những xu hướng công nghệ mới. Tuy nhiên, vào thời điểm iPad ra mắt năm 2010, Jobs đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Mặc dù đã trải qua nhiều phác đồ điều trị và phẫu thuật, nhưng sức khỏe của Jobs ngày càng suy giảm. Một năm sau, vào tháng 8 năm 2011, ông buộc phải từ chức giám đốc điều hành Apple. Trong suốt thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, Jobs chỉ mong muốn được gặp gỡ hai người, vợ ông Lauren và Johnny Ive, người bạn tri kỷ trong sự nghiệp. Thông tin này được tiết lộ trong cuốn sách của Linda Carney. Jobs coi Ive là người bạn đồng hành và là tri kỷ trong sự nghiệp. Họ đã làm việc cùng nhau gần 15 năm và hầu như ngày nào cũng dùng bữa trưa với nhau. Hơn một tháng sau khi Jobs từ chức, ông qua đời vào ngày 5 tháng 10 năm 2011, để lại nhiều tiếc nuối cho giới công nghệ và hàng triệu người yêu mến Apple trên toàn thế giới. Trong bài phát biểu nổi tiếng tại lễ trao bằng tốt nghiệp của Đại học Stanford, ông từng nói rằng, cái chết có lẽ là phát minh vĩ đại nhất của sự sống,
nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó dọn sạch cái cũ để nhường chỗ cho cái mới. Câu nói ấy giờ đây vẫn còn nguyên giá trị, như một lời nhắc nhở về sự hữu hạn của đời người và sức mạnh của sự đổi mới. Gia đình Jobs đã tổ chức một tang lễ riêng tư với sự tham dự của 4 giám đốc điều hành của Apple, bao gồm Tim Cook, CEO mới của Apple và người bạn thân thiết của Jobs, Johnny Ive. Vào kỷ niệm 10 năm ngày mất của Jobs, Ive đã viết một bức thư cảm động về người bạn của mình, được đăng trên tờ Wall Street Journal. Tôi nghĩ về Steve mỗi ngày, Ive chia sẻ. Ông cho biết ông và Lauren, vợ của Steve, rất thân thiết. Khi những đứa con thông minh và tò mò của bà ấy hỏi ông về người cha đã khuất của chúng, ông không thể kiềm lòng. Tôi có thể nói chuyện hàng giờ về ông ấy, mô tả về người đàn ông đặc biệt mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi yêu cách ông ấy nhìn thế giới, cách ông ấy luôn tin rằng nó đẹp đẽ một cách sâu sắc. Ông ấy thực sự tin rằng bằng cách tạo ra những thứ hữu ích, mạnh mẽ và đẹp đẽ, chúng ta có thể thể hiện tình yêu của mình dành cho nhân loại. Sau khi Jobs qua đời, nhiều người tự hỏi liệu Ive có trở về quê hương Anh hay không. Năm 2012, ông được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ và trở thành ngài Johnny Ive. Tuy nhiên, Ive vẫn ở lại Apple thêm một thập kỷ nữa và góp phần quan trọng trong việc phát triển Apple Watch. Đến năm 2019, ông quyết định rời Apple để thành lập công ty thiết kế riêng của mình, Love From, và Apple trở thành khách hàng của ông. Theo một số nguồn tin, Ive đã cảm thấy thất vọng về hướng đi của Apple dưới thời Tim Cook, khi công ty này bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc bán phần mềm và dịch vụ, thay vì những đột phá về thiết kế như trước đây. Mối quan hệ giữa công ty thiết kế của Ive và Apple chính thức chấm dứt vào năm 2022. Không thể phủ nhận rằng Apple đã trở thành một biểu tượng công nghệ như ngày nay, một phần lớn là nhờ tài năng của Johnny Ive. Câu hỏi đặt ra là liệu Apple có thể tiếp tục tạo ra những sản phẩm công nghệ tiên tiến, tinh tế và đẹp mắt mà không có sự góp mặt của ông hay không? Chỉ thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!